Bôi ơi, Dạ. Bôi yêu mẹ không? Yêu. Lớn lên bố có nuôi mẹ không? Dạ yêu. Mẹ hỏi lớn lên có nuôi mẹ không? Dạ nuôi. Thì không? Thiệt. Móc méo đi. Móc méo đi. Móc méo rồi nói sao? Nhà ba con sẽ kiếm tiền. Làm gì? Để nuôi ba mẹ. Rồi làm gì nữa? Mua gì cho ba mẹ không? Để mua đồ vật mẹ thích. Ok. Có xây nhà cho mẹ không? Đúng được. Cũng được luôn ha. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Không có gì. Mẹ rất yêu bối. Cảm ơn. Nay con mấy tuổi rồi? Nay tôi 4 tuổi. Đúng rồi, sắp 5 tuổi rồi. Sắp 5 tuổi rồi. Giỏi lắm à. Mẹ rất yêu bối nha. 5 tuổi thì 6 tuổi. 6 tuổi thì như thế nào? Biết nè. Học lớp 1. Không biết 1. Rồi bye bye. Hẹn 18 năm sau gặp lại bạn. Nè, đứng đứng đứng, không được đâu. Sao vậy?